vừa vào game cái nhạc đã nổi lên rồi đấy anh em. Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại. Tan 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 tan, để tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3. Ok, thì nãy thì tôi đã vào chơi trước một chút rồi anh em ạ. Tại vì tôi vừa chơi để tôi vừa tính toán xem mà bây giờ làm sao để mình tiếp tục mình tìm ra cái cổng an đó. Thế trước là mình ăn ném hết cọc rồi đúng không? Trước là mình ăn ném hết sạch cọc rồi. Thì đây, nãy thì tôi đã chạy lung tung và tôi đợi buổi đêm để được farm ở đây. Thì tôi farm được thêm 4 ngọc Ender. Thực ra là tôi, đấy, thì tôi farm 4 ngọc thì tôi đã làm được một viên nó thành cái mắt của Ender rồi. Đó. Thì nãy thì tôi có ném rồi anh em ạ. Thì tôi có ném nó. Và anh em biết gì không? Nó quay ngược lại cái hướng cái này. Đó. Đây này, thì nãy thì tôi nhớ là tôi ném nó, sau đó thì nó bay về hướng này. Vậy nên bây giờ chúng ta muốn tìm cổng, chúng ta đi về cái hướng này anh em ạ. Nè ha. À, từ từ đã. Phải vào tìm xem sao mà có đồ gì quan trọng cho là không đã anh em ạ. Mang theo. Chả có gì đâu anh em nhỉ. Từ từ để tôi làm thêm một tôi làm thêm một tí gỗ. Để tôi làm thêm một cái rương. Chứ mà có mỗi một cái thì được hơi ít anh em nhỉ. Đó. Đúng rồi. Cất thịt zombie đấy. Nãy thì anh em thấy là tôi có thể farm được khá này. Xương này đấy. Ôi ôi, thỏ luôn kìa. Da thỏ. Cần câu. Mạng nhện đó. Que vỏ sò, vỏ ốc anh Vũ luôn. Sao mà nghe ghê thế, hay thế. Thật là tôi để tiếng Việt tôi không thấy không quen lắm, chắc tôi chỉnh lại qua tiếng Anh anh em ạ. Đâu ta English. Đây có mấy cái này thì chọn nào ta. Sẽ có 4 cái thôi. Thôi có 4 cái tôi chả biết chọn cái nào, tôi để vậy đi. Ok mình đi thôi anh em. Mình để tạm đồ ở đây, chắc là chả có thằng nào nó ăn cướp của mình đâu anh em nhỉ. À nhầm. Tôi phải cầm thêm cái này đi để chốc nó còn làm chứ. Đây này. Đúng rồi, phải cầm thêm cái Blaze Rod đi chứ không chốc nó thì sao mà làm mấy ngọc cũng vứt được. Nãy thì chỉ tôi ra cái hướng này anh em ạ. Ấy tôi không biết là nó ở đâu. Nó ở dưới biển không ta? Có vẻ như là nó chỉ mình quay lại cái hướng mà nãy mình đi rồi đấy anh em. Tôi đoán thế. Biển đẹp không anh em? Anh em thấy biển nó trong xanh đẹp không? Biển ở thành nếu mà sông ở thành phố Hồ Chí Minh mà cũng thế này thì tốt nhỉ, thích. Ok. Để tôi thử ném nó xem đi đâu. Đó. Đừng vỡ. Ok, may quá. Nó vẫn tiếp tục đi về cái phía này anh em ơi. Thế thì mình đi tiếp. Không biết là nó có đang ở dưới biển không ta. Tôi không biết nữa. Thì tôi nhòm thử dưới đáy biển xem có không. Có. Thuyền kia. À đúng không? Đâu? Không có. Không thấy gì anh em ơi. Tôi thật sự tôi không muốn ném theo phát nữa đâu, bởi vì tôi ném theo phát nữa thì tôi bị hỏng cái ngọc đấy. Tôi không muốn ném theo phát nữa đâu anh em ơi. Ôi. Không biết là mình có đang bơi đúng đường không ta.
Lạ ta. Thấy không, thấy không? Không thấy gì anh em ạ. Vẫn chưa thấy có gì. Chúng ta lại quay trở lại cái hòn đảo. Đây này anh em, thì tôi nghĩ là tôi có một cái tip. Đây. Chúng ta sẽ cầm ra đó. Thì nãy thì cái viên ngọc thì tôi đã ném hai phát rồi, thì một phát thì tôi đã ném trước, à một phát tôi ném của anh, một phát tôi ném vừa nãy đó. Thì bây giờ mình ném phát thứ ba thì nó bị hỏng. Thế nào tôi sẽ craft ra ngọc mới, thì tôi ném ngọc mới ê, thì nó sẽ không bị hỏng. Nào. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À đó. Đấy, tôi biết là nó không bị hỏng mà. Ở đâu rồi, đâu rồi, nhặt 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 tí, nhặt tí, nhặt tí. Đây rồi, đây rồi. Nó lại tiếp tục, nó đi về cái hướng này anh em ạ. Tiếp tục có đi về cái hướng này. Ôi chúng ta vậy thì nó cũng khá là xa cái chỗ vừa nãy mình ở tạm ấy đúng không? Cũng khá là xa. Thế chốc tao mà mày quay ở đấy là cũng mệt đấy. Ui chết cha rồi. Ui chết cha rồi anh em ơi. Tôi nhận ra là tôi để mất cái giường ở kia rồi. Holy shit. Tôi nhận ra tôi để mất cái giường ở kia rồi anh em ơi. Đâu ta, sao lạ ta. Không biết là nó ở chỗ nào anh em ạ. Không biết là nó ở chỗ nào. Vì sao mà nó cứ chỉ đường cho mình như vậy, thì sao mà biết được nó ở chỗ nào ta. Tiếp. Tôi grab tiếp ngọc. Tôi ném tiếp. Đâu 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 ơi. Ồ. Giờ thì nó lại chỉ qua đây cái mày. What? Sao vậy ta? Hay nhở, thế nếu vậy chính xác thì nó ở đâu? Đâu rồi, đâu rồi? Nó lại quay ngược lại ở đây anh em ơi, what? Gì đấy? Ở đâu rồi anh em ơi? Cái gì vậy trời? Thế vừa nãy là tự nhiên tôi bị mất 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 một cái mắt oan à? Đâu rồi. Ồ. Vì sao mà nó lại cứ bay xuống cái chỗ này anh em ạ? Cái bọn này. Tôi bật qua xử hết. Chết này, chết này. Chết này. Ui đau quá nhỉ. Tốt nhất là mình không có chạm vào bọn nó anh em ạ. Đó, tôi một phát là tôi giết con nhện luôn. Đây anh em, tôi không hiểu vì sao mà nó lại cứ ở tầm tầm vòng này này. Còn gì đây? Thằng kia. Ôi. Ôi. Này anh em ơi, giày vàng. Ôi. Bảo vệ khỏi lửa và hỏng. Đó. Chung à. Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Thằng Ender. Thằng Enderman. Tôi mới nhặt lại được ba cái mắt rồi anh em ơi. Cho tao ngọc mẹ. Ngọc 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 ngọc. Ngọc. Ngọc ngọc ngọc.
Chết đi chết đi. Rồi. Nó chả rơi ra ngọc anh em ơi. Thế là ở đây à? Thế là ở đây à? Thế là sao? Thế là ngọc đó ở đây à anh em? Đâu rồi? Ngọc đâu? Ngọc đâu? Đâu rồi? Không hiểu sao mà nó cứ rơi đúng ở chỗ đó anh em ạ. Ôi. Cái gì ấy? Tôi thấy nó có cái gì nó chớp chớp anh em ơi. Ủa ôi, đau quá nhỉ. Tôi nhảy chém hơi gà thế này, tôi không hiểu sao mà chúng nó rớt nó đúng vào ô này anh em ạ. Để tôi đào cái chỗ này luôn. Có chết cha rồi. Không có mang cái xẻng rồi. Không sao. Ê hè. Hình như là đây chính là cái chỗ ấy rồi anh em ạ. Mà thực ra mình đào xuống này thì nó hơi nguy hiểm anh em ạ. Thì tại vì là nó có thể là bên dưới nó là dung nham, thế nên là mình phải đặt cái xô nước ở đây anh em ạ. Đó. Đặt cái xô nước ở đây này. Chốc mà bên dưới mà là dung nham thì ấn chuyển qua xô nước luôn. Đấy thì nếu bên dưới mà là dung nham tôi thể hiện những skill của tôi cho anh em xem. Chả biết có đúng không. Ôi what. Ui anh em ơi. Này. Ôi dồi, Bảo anh em mà đẹp chưa anh em? Rồi ôi. Rồi ôi. Nói. He he. Ôi giời ơi, vàng này. Đào tí ông ta. Cái gì đây? Sợ phết nghe nhỉ. Ô. Tôi nghe tiếng tiếng sấm sét. Thấy cái trên kia đang mưa. Đây chính là hầm ngục bỏ hoang đây anh em. Táo vàng, táo vàng. Chả cần được ray đâu, hạt dưa hấu này. Thôi, cất đi. Ngọc lưu ly cũng chả cần lắm. Nói chung là cái đá mình cứ để đó đi, khi nào mình quay về mình đào. Bây giờ những cái nhiệm vụ của mình là mình cần tìm cái cổng. Cái cổng cánh cổng mà nó dẫn tới dẫn tới sự kết thúc anh em ạ. Wow. Rồi. Úi rồi ôi. Tôi né tốt lắm anh em. Tôi chơi game cầu mong là có kim cương, có kim cương, có kim. Chả có kim cương, có táo anh ạ. Thôi có táo ăn tạm nhỉ. Cẩn thận nhá. Nguy hiểm á. Wow. Cái này là hầm mỏ bỏ hoang kết hợp với pháo đài ở dưới lòng đất đấy anh em. Thật là trông cái này nó giống pháo đài mà nó cũng giống như hầm ngục anh em ạ. Mở cửa ra bạn ơi. Tối nha. Ở trong này có con quái gì không anh em? Trông nó có ra dọa mình, nó cắn mình không? Đấy. Hầm ngục cái này anh em. Ghê nhờ. Không biết là trước đây nó có từng nhốt một con sinh vật nào đáng sợ ở dưới này không? Ghê nhờ. Tôi nghe tiếng zombie anh em ơi.
Ở trong này nó có một 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 cái nơi mà nó sẽ dẫn mình đi tới cái thế giới mà cái con boss nó sống anh em ạ. Nhưng mà tôi không biết nó là thế nào, để phải tìm đã. Tìm 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 tìm. Wow, xịn thật. Mở cửa ra bạn không, không mở được à? Mở cửa ra bạn này rồi. Mở cửa bạn này. Ok. Lạ ta, ở đâu ta, ở đâu ta? Ở đâu anh em này? Anh em biết ở đâu không anh em này? Ủa, tối nhờ? Tối rồi. Ồ, sắt này. Phôi vàng, phôi sắt và phôi vàng. Xuống nào, xuống nào. Ồ. Đây là sự kết hợp giữa hai cái với nhau luôn, xịn phết. What? Đẹp nhờ. Wow. Anh em biết xịn không? Ái chà, ái chà, ái chà. Tôi nghe có tiếng cái con sương này là biết nghe là nó mà. Đâu rồi, cái cánh cổng ở đâu ta? Ủa. Wow. Rộng nhờ. Ui, 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 what? Nó lừa mình à? Tôi lên cái tôi gặp ngay con Creeper luôn. Thì là cái lúc mà tôi farm thì tôi đã bị hỏng hết khiên rồi anh em, bởi vì là bọn Enderman nó đập quá khỏe nên là tôi hỏng hết cả khiên rồi. Cái lúc có tôi tính dơ khiên nó đỡ nhưng mà tôi không còn khiên. Hello anh, chào anh zombie. Chả có cái gì. Nghèo. Nó đúng là cái nơi nó nhốt tù nhân. Nó có nhện, con nhện. Cái kiếm của tôi là khảm ấy mà. Hại nó chân đốt mà. Một chém chết cay. Nhện với chả nhủng. Hello bạn. Bạn lên đây, ôi rồi. Đâu ta? Sao mà không thấy có cái gì nó hữu ích ta? Đây này anh em. Đó. Xịn chưa? Đây là cánh cổng mà dẫn mình tới end đó anh em. Wow. Không biết con rồng ở trong đó có khỏe không? Hay là cái gì? Có đuốc không? Tôi hết đuốc rồi. Đây là thư viện bỏ hoang hả? Sao lại có một cái thư viện ở dưới lòng đất hay này? Chắc là để cho tù nhân học hả anh em? Từ từ đã, từ xung quanh đây đã. Ở trong này có cái gì nguy hiểm không anh em, kiểu là bom bùng cái thứ bẫy à, rước này, đánh bật lùi cái gì, ui ơi sao ghê này, what, ui tôi được một đống sách luôn mà lại còn được hai sách khảm, xịn quá nhờ. Ui ở trong này là chỗ này là cực kỳ ngon này anh em. Cái gì đây, cái gì đây, sắc bén 3 và hô hấp 3. Ui sải bước dưới nước sức mạnh 4, cái gì ghê này, vì sao mà sách ở trong này toàn sách ghê này. Xịn quá. Ủa? Anh em biết không, tôi phải tranh thủ tôi đào một chút mấy cái kệ sách này anh em ạ. Bởi vì là mấy kệ sách này rất là tuyệt vời. Chúng ta đào nó mà. Và chúng ta sẽ có lại cực kỳ nhiều sách. Sau này chúng ta còn dùng để khảm sách đây các em, cực kỳ ngon luôn.
64 và 17 rồi. Nhiều quá nhở. Tôi đào thêm tí nữa anh các bạn. Sau này nó có ích lắm. Anh em phải tin tôi. Thế còn cái rương. Đây tôi cất một vài cái đồ mà tôi không cần thiết đây các bạn. Rồi cái ủng cái vứt đi nhờ. Mũi tên cung các kiếp thứ vứt hết. Gậy à, tôi gậy giữ đi. Than à, than giữ đi. Còn gì vứt được không? Đá à, tôi đá giữ một chút anh em ạ. Quan quan trọng ấy, xong rồi. Đào thêm tí nữa. Đây chưa? Thêm được một cục. Đó. Đấy, thì là sẽ có hai cục là toàn là sách. Tôi thêm một cục nữa đi. Để rồi tôi vứt cái quyển đấy ra. Ok. Thế nhưng mà bây giờ anh em thấy cổng kia không? Cái cổng kia chúng ta chưa vào được đâu. Đó. Anh em muốn thì, nếu mà giờ anh em muốn vào cái cổng này anh em nhìn thấy không? Nó rất là nguy hiểm ở bên dưới có nước này, rất là nguy hiểm. À đâu? Bên dưới là lava chứ. Đó. Thì bây giờ này thì anh em nhìn thấy có mấy cái ô đen đen này không? Thì anh em phải anh em phải có cái cục này rồi anh em để vào những cái ô còn trống ấy đó. Cục ấy chính là cái này này đó, cái mắt của Ender. Nhưng mà mỗi tội là tôi vẫn còn hơi thiếu đó. Tôi còn thiếu bao nhiêu? Thiếu, tôi còn thiếu một hai, đúng không, đúng không? Một hai ba bốn năm. À, tôi còn thiếu 5 cái các bạn ạ. Holy shit. Thôi bây giờ phải tìm đường lên. Bây giờ phải tìm đường lên à? Thế vừa nãy tôi vào đường nào? Tôi muốn có thêm mắt mắt, mắt của Ender anh em ơi. Bây giờ chả biết sao để có thêm được mắt của Ender anh em ạ. Vậy tôi đi đường nào ta? Vậy tôi đi đường nào ta? Đây à? Đây à? Tôi thật sự muốn xử con rồng quá. Tôi rất là muốn xử con rồng nhưng mà anh em biết là chúng ta chưa có đủ đồ để xử con rồng. Tôi chả biết vừa nãy tôi đi đường nào anh em ơi, tôi lạc quá rồi anh em ơi, tôi quá lạc rồi. Đây này tôi nhớ là đây này, đây này cái đường này nè. Thế nhưng mà giờ sau lên. Nhưng mà giờ sao lên anh các bạn. Bây giờ làm sao mà lên ta? Bây giờ tôi không biết cách làm sao để lên anh em ơi. Làm sao mà lên? How to lên? Từ từ đã anh em ạ. Tôi đi vào trong này một chút để bởi vì là nó có một cái loại đá mà tôi đang cần. Cái đá lửa ấy, tôi không biết là cái đá lửa đấy bây giờ phải lấy ở đâu. Tôi cần cái đá lửa đấy. Cần cái đá lửa đó để tôi làm một vài thứ. Để tôi làm một vài thứ rất là hay anh em ạ. Nhưng mà mỗi tội tôi không biết cái đá lửa ấy ở đâu. Lạ nhỉ. Chả thấy cái loại đá lửa ở đâu. Tôi cần cái gravel. Wow. Chả thấy đâu. Thì được rồi. Thì buổi hôm nay tới đây thôi nhá anh em. Xong buổi sau chúng ta cùng tiếp tục ấy nhá. Tôi chuẩn bị làm thêm một dự án nữa khá là tuyệt vời. Để tôi nghĩ là dự án này anh em sẽ rất là thích này. Thì bây giờ kế hoạch của chúng ta là phải từ từ đã, chúng ta phải về nhà chúng ta chuẩn bị đồ đã, vì anh em nhìn giáp của tôi cũng sắp hỏng hết rồi này. Đó. Nhất là cái nón của tôi này. Đó, sắp hỏng rồi, bây giờ phải về nhà để
chung là mình phải cải tiến cái đồ của mình á, chứ cái đồ của mình thế này ấy quá, nát quá. Thì bây giờ tôi sắp sửa thực hiện cái dự án đó, thì để buổi sau anh em nhá. Tôi đang cố gắng để một tuần ra được nhiều video hơn anh em ạ, nên là anh em hãy hãy cùng cầu mong tôi có thể làm được nhé. Ok, bye bye anh em.